Theo đề án thí điểm mà Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, khách quốc tế cần đáp ứng các điều kiện như có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thời gian tiêm mũi 2 hoặc mũi 1 có hiệu lực đủ 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh, hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương không quá 6 tháng. Có kết quả âm tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, RT-LEM trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 USD. Tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.